tên hay danh từ. Có danh từ đơn và danh từ kép. 9. cú thân, câu. Do ráp nhiều tiếng thành câu, câu có ngắn và dài. 10. văn thân, chữ. Chữ là chỗ y chỉ của danh từ và câu. 11. sanh, sanh ra. Nghĩa là từ hồi nào đến giờ không có, nay mới có. 12. trụ, ở những vật đã sanh ra rồi, còn lưu lại trong một thời gian, chưa diệt mười ba lão già suy yếu gần chết mười bốn vô thường không thường biệt danh của chết mười lăm lưu chuyển xoay vần nhân quả trước sau nối nhau không dứt mười sáu định vị nhân quả lành giữ khác nhau không lộn lạo mười bảy tương ưng ưng thuận với nhau như nhân nào quả nấy cân xứng với nhau hỏi cả hai mươi món đều gọi là bất tương ưng hành. Tại sao món thứ 17 này lại gọi là tương ưng? Đáp, nói bất tương ưng là để phân biệt 24 món này, không phải là tương ưng tâm sở. Còn về món thứ 17 này mà gọi là tương ưng là do sắc, tâm và tâm sở hòa hợp mà nói, nên không đồng với tương ưng tâm sở trước. 18. Thế tốc, các pháp hữu vi xoay vận mau lệ như trong chóng. 19. Thứ đệ, thứ lớp, trật tự không có lộn lạo. 20. Thời, thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai. 21. Phương, không gian, đông, tây, nam, bắc, tứ duy, thượng hạ. 22. Số, số lượng. Như 1, 2, 3, 4 cho đến trăm, ngàn. 23. Hòa hợp tánh, các duyên hòa hợp không có trái nhau. 24. Bất hòa hợp tánh, những pháp chống trái, không hòa hợp với nhau. Nói tóm lại, từ trước đến đây đã kể 94 pháp, 8 món tâm vương, 51 món tâm sở, 11 món sắc pháp, 24 món bất tương ưng hành, đều thuộc về pháp hữu vi có sanh diệt biến đổi. Sáu pháp sau đây thuộc về vô vi. Chữ hữu vi là những gì có tạo tác, có sanh diệt, không thường còn. Vô vi là những gì không tạo tác, không sanh diệt, không tăng giảm, vắng lặng thường còn. Về vô sáu pháp. Có 6 món Pháp vô vi không sanh diệt, không biến đổi, không phải như các Pháp hữu vi là tâm vương, tâm sở, sắc Pháp, bất tương ưng hành có sanh diệt biến đổi. Do các Pháp hữu vi, 94 món, diệt rồi, thì Pháp vô vi mới hiện bày, tứ, sở hiển thị cố. Thật ra, vô vi không phải có 6 Pháp, song vì theo từng khía cạnh của nó để giải thích, nên đặt ra 6 tên. Một hư không vô vi, chân như hay Pháp tánh, không thể dùng ý thức suy nghĩ hay lời nói luận bàn được. nó phi sắc, phi tâm, không sanh diệt, không cấu tịnh, không tăng giảm nên gọi là vô vi. bởi nó không ngã, không pháp, rời các cấu nhiễm, trổng trang như hư không, nên gọi là hư không vô vi. đây là theo thí dụ mà đặt tên. hai trạch diệt vô vi, do dùng trí huệ vô lậu, lựa chọn diệt trừ hết các nhiễm ô, nên chân như vô vi mới hiện. vì thế nên gọi là trạch diệt vô vi. 3. Phi trạch diệt vô vi, vô vi không cần lựa chọn diệt trừ các phiền não. Có hai nghĩa. A. Tánh chân như vốn thanh tịnh, không phải do lựa chọn diệt trừ các phiền não nhiễm ô mới có, nên gọi là phi trạch diệt. B. Các pháp hữu vi tạp nhiễm, vì thiếu duyên không sanh khởi, nên pháp vô vi được hiện. Bởi thế nên gọi phi trạch diệt. 4. Bất động diệt vô vi, đệ tứ thiền đã lì được ba định dưới, ra khỏi tam tai, đào binh tai hỏa tai, thủy tai, không còn bị mừng, giận, thương, ghét, làm trao động nơi tâm, nên gọi là bất động diệt. Năm Thọ tưởng diệt vô vi, khi được diệt tận định, diệt trừ hết thọ và tưởng tâm sở nên gọi là thọ tưởng diệt vô vi. 6. Chân như vô vi, không phải vọng, gọi là chân, không biến kế sở chấp, không phải điên đảo gọi là như, không y tha khởi, tức là thật tánh của các pháp, viên thành thật. Trong luận đại thừa trăm pháp này, ngoại nhân hỏi hai câu. Tất cả Pháp là gì? Thế nào là không thật, vô ngã? Từ trước đến đây, luận chủ lực nói một trăm Pháp để trả lời câu hỏi thứ nhất rồi, sau đây trả lời về câu hỏi thứ hai. Phần thứ hai. Nói không thật, vô ngã. Chánh văn. Nói không thật, vô ngã, tóm có hai loại. Nhân, người, không thật. Pháp, vật, không thật người đời chấp tất cả các pháp thật có, tức là chấp ngã, thật. Chấp thật, ngã, có hai. Một, nhân, người, thật. Hai, pháp, vật, thật. Chấp thân này thật có, gọi là nhân thật. Chấp núi sông tất cả các cảnh vật bên ngoài thật có, gọi là pháp thật. Do chấp thật có, ngã, nên sanh ra tham, sân, si rồi tạo ra các nghiệp, sanh tử luân hồi trong lục đạo. Bởi thế nên Phật nói, tất cả pháp không thật. Nói, tất cả pháp tức là bao trùm cả loài hữu tình và vô tình. Loài hữu tình không thật có là nhân không thật. Loài vô tình như hoàn cảnh, sự vật không thật có là pháp không thật. Kết luận. Từ trước đến đây, lượt nói 100 pháp thì đã bao trùm nhân và pháp. Phàm phu chấp cả nhân và pháp đều thật có. Tiểu thư chỉ chấp pháp là thật có. Trong luận này nói tám món tâm vương là tự thể của thức và hơn tất cả, nhất thế tối thắng cố. 51 món tâm sở là phần sở hữu và tương ưng của thức, giữ thử tương ưng cố. 11 món sắc pháp là phần hình bóng, do tâm vương và tâm sở hiện ra, nhị sở hiện ảnh cố. 24 món bất tương ưng hành là do ba phần, tâm vương, tâm sở và sắc pháp, phần chiên môi thứ sai khác mà giả lập, tam, phận vị sai biệt cố sáu món vô vi là do bốn món hữu vi trên, tâm vương, tâm sở, sắc pháp và bất tương ưng hành, diệt hết mà hiện bày ra, tức là thật tánh của thức, tứ, sở hiển thị cố. Bởi thế nên biết, người đời chấp, nhân thật có và pháp thật có đều không ngoài thức. Do đó mà Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp không không thật, vô ngã, và muôn pháp duy thức. Viết xong lại Phật học đường Nam Việt. Rằm tháng 6 năm kỷ hợi, 1959